Bộ Công Thương vừa phối hợp với công ty Samsung Việt Nam hoàn thành khóa đào tạo chuyên gia tư vấn công nghiệp hỗ trợ lần thứ nhất cho 25 học viên là cán bộ của Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh thành của Việt Nam. Khóa đào tạo này nằm trong khuôn khổ biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam về đào tạo 200 chuyên gia tư vấn cho các doanh nghiệp hỗ trợ của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tại khóa học, các học viên được chuyên gia Hàn Quốc hướng dẫn kiến thức về lý thuyết quản lý sản xuất, thực hành trực tiếp các hoạt động tư vấn cải tiến cho doanh nghiệp nội địa. Theo đánh giá từ các chuyên gia Hàn Quốc, đội ngũ này sẽ trở thành nguồn nhân lực then chốt trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo, giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh, từ đó góp phần vào sự phát triển chung của ngành công nghiệp phụ trợ. Hiện nay, tỷ lệ nội địa hóa của Samsung tại Việt Nam là 58%. Trong số hơn 200 doanh nghiệp là nhà cung ứng cấp 1 của Samsung tại Việt Nam, hiện nay có 29 doanh nghiệp Việt Nam. Mục tiêu năm 2019 là 42 doanh nghiệp và đến năm 2020 sẽ có 50 doanh nghiệp Việt Nam tham gia cung ứng cho Samsung Việt Nam.